Nhã Phương lần đầu tiên yếu đuối, tôi là người khổ tâm nhất sau những sự việc ồn ào. Đây là lần đầu tiên khán giả thấy Nhã Phương yếu đuối khi nhắc đến những scandal trong chuyện tình cảm. Thời gian qua, khán giả cảm thấy khá ngao ngán khi câu chuyện tình yêu của Trường Giang nam em Nhã Phương liên tục xuất hiện trên các diễn đàn. Hầu hết mọi người đều cho rằng Nhã Phương mới là người tổn thương nhiều nhất sau mối tình ngang trái này. Mới đây, Nhã Phương bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình và có cuộc trò chuyện ngắn ngủi với MC Lương Mạnh Hải. Người đẹp đã có cơ hội chia sẻ về các vai diễn và cả quan điểm sống, cảm xúc của cô sau mọi chuyện ồn ào xảy ra. Xoay quanh cuộc nói chuyện, Nhã Phương cho hay cô không muốn nhắc nhiều về scandal và chỉ mong khán giả nhìn nhận mình với hình ảnh một người có thực lực. Khi đó tôi nghĩ rằng nói ra sẽ giải quyết được gì, tôi không muốn cứ nhắc đến đời tư và rồi khán giả sẽ chỉ nghĩ vì điều đó, Nhã Phương bộc bạch. Đặc biệt, Nhã Phương còn thẳng thắn nói về quan điểm sống của mình. Cô cho biết, nếu gặp khó khăn, mình sẽ tự đứng dậy và không dựa dẫm đến ai. Quan điểm của tôi là chỉ khóc cho tôi nghe mà thôi. Mình gặp khó khăn, bản thân phải tự đứng lên. Mình không thể dựa vào ai cả. Và tôi cũng không muốn gia đình quá lo lắng. Do đó, thường thì chỉ khi chuyện đã qua tôi mới kể lại cho gia đình, nữ diễn viên tâm sự. Tuy nhiên, khi càng nói chuyện, Nhã Phương lại càng không thể giấu được cảm xúc. Cô thừa nhận, mình là người khổ tâm nhất sau những sự việc ồn ào. Cô nghẹn ngào, chuyện đó đương nhiên khiến tôi rất khổ tâm, nhưng tôi chọn con đường như thế. Tôi chỉ muốn nhìn gia đình mình vui vẻ. Hơn nữa, tôi nghĩ từ từ, thời gian sẽ xoa dịu tất cả mọi chuyện. Khi ai đó hỏi tôi có khổ tâm hay không, đương nhiên có chứ, vì tôi cũng là con người mà. Nhưng tôi luôn dặn bản thân phải mạnh mẽ. Dẫu vậy, sau tất cả, Nhã Phương vẫn luôn mong muốn có tình yêu đẹp, có một cuộc sống hạnh phúc. Cô cho hay trước đây thì bản thân luôn đặt tình yêu ở trên, nhưng đến hiện tại, gia đình và công việc mới là lựa chọn hàng đầu. Cận cảnh tiệc cưới trang hoàng như tiên cảnh của Diệp Lâm Anh và chồng đại gia, chỉ riêng tiền hoa đã 100 triệu. Lễ cưới của diễn viên siêu nhân X và chồng thiếu gia tại khách sạn 5 sao tràn ngập hoa hồng và được trang trí cầu kỳ. Không gian tiệc cưới sang trọng xa hoa của vợ chồng Diệp Lâm Anh. Sau lễ đón dâu sáng ngày 5 tháng 5, lễ cưới của Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng nghìn bông hoa kết thành cổng hoa tại lối đi vào sảnh tiệc. Gam màu chủ đạo của tiệc cưới là vàng kem. Hình cưới của cô dâu chú rể đặt khép hai lối vào sảnh tiệc. Gia đình chồng Diệp Lâm Anh kinh doanh xe máy ở Sài Gòn, sở hữu 4 cửa hàng bán xe lớn. Phía Diệp Lâm Anh cho biết khách mời của đám cưới không đông đảo như nhiều người nổi tiếng khác, mà chủ yếu là bạn bè, người thân của gia đình hai bên. Để có tiệc cưới ấn tượng, Diệp Lâm Anh tiết lộ cô và ông xã đã phải bàn bạc nhiều đêm, lên ý tưởng cùng đơn vị tổ chức. Thời gian chuẩn bị cho lễ cưới cũng là lúc vợ chồng cô bận rộn cho việc khai trương cơ sở kinh doanh ở Hà Nội, nên sự vất vả càng tăng thêm. Sảnh tiệc cưới nằm ở tầng 3 của khách sạn, mỗi bàn tiệc được trang trí nhiều hoa tươi và đèn LED. Những khâu trang trí cuối cùng đã hoàn thiện trước giờ đón khách. Cô dâu chia sẻ nhận được sự hỗ trợ của hai bên gia đình, nhưng cô vẫn lo lắng hồi hộp. Nữ diễn viên mong muốn mọi việc trong tiệc cưới phải thật hoàn hảo từ chi tiết nhỏ nhất. Diệp Lâm Anh khá kiệm lời về ngày trọng đại của mình, nữ diễn viên cho biết không muốn bị đánh giá dùng ngày quan trọng để PR hay khoe hạnh phúc. Diệp Lâm Anh xuất hiện tươi tắn bên chú rể, cô cẩn thận chỉnh lại trang phục cho chồng trước khi cả hai ra đón tiếp khách. Đám cưới của Diệp Lâm Anh là của một nhà thiết kế Julie Bully. Trong tiệc cưới tối hôm qua, cô dâu sẽ thay ba đầm khác nhau của Lê Thanh Hòa và Julie Bully. Trong chiếc đầm trắng, Diệp Lâm Anh lộ vòng hai lùm xùm. Nhiều người cho rằng cô dâu đã có tin vui, song phía nữ diễn viên phủ nhận điều này. Diệp Lâm Anh và ông xã Đức Phạm hẹn hò 3 năm trước khi quyết định về sống chung nhà. Họ là bạn nhiều năm, sau đó mới tiến tới tình yêu. Tiết lộ sau đám cưới Diệp Lâm Anh, gia thế chồng đại gia khủng thế này cơ. Chồng của Diệp Lâm Anh là con trai của một gia đình giàu có ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù còn trẻ, nhưng anh chàng sở hữu gia tài cực khủng. Vào ngày 5 tháng 5, hôn lễ của Diệp Lâm Anh và ông xã thiếu gia đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ rước dâu vào buổi sáng khiến khán giả choáng ngợp bởi dàn siêu xe cực khủng của nhà trai. Đám cưới buổi tối được tổ chức tại một khách sạn sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Chính những điều ấy đã khiến nhiều người tò mò về gia thế khủng của chàng trai mà Diệp Lâm Anh chọn làm chồng.
Cô từng tâm sự, dù chồng thiếu gia nhỏ hơn tuổi, nhưng luôn là người biết quan tâm và chăm sóc cho cô. Bạn ấy suy nghĩ và chăm lo cho tôi rất nhiều. Sau một tháng yêu nhau, tôi không còn cảm giác yêu người kém tuổi. Tình yêu của chúng tôi như duyên số vậy, Diệp Lam Anh chia sẻ. Theo tìm hiểu, vị hôn phu của Diệp Lam Anh tên Đức Phạm, sinh năm 1990, có tên thân mật ở nhà là Ti. Anh là người gốc Bắc, từng có thời gian sinh sống và học tập ở Canada trong vòng 3 năm. Hiện tại Đức Phạm đang có sự nghiệp kinh doanh khá thành công khi tuổi đời còn rất trẻ. Ngoài việc giúp kinh doanh cho gia đình, Đức Phạm và Diệp Lam Anh còn đứng đầu một chuỗi trà sữa khá nổi tiếng ở thành phố và Hà Nội. Đức Phạm có xuất thân trong một gia đình khá giả, có đầy đủ điều kiện về kinh tế. Gia đình anh hiện tại sở hữu 4 cửa hàng kinh doanh xe máy nổi tiếng và nhiều bất động sản tại các vị trí đắc địa ở thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ thành đạt và thành công trên con đường kinh doanh, Đức Phạm còn sở hữu vẻ ngoài điển trai phong độ. Phong cách thời trang của anh cũng được nhận xét là khá trẻ trung và xanh điệu. Dù nhỏ tuổi hơn Diệp Lam Anh, nhưng khi đứng cạnh nhau cả hai vẫn rất xứng đôi vừa lứa. Diệp Lam Anh công khai bạn trai kém tuổi vào năm 2016. Trước đó cặp đôi đã có 3 năm quen biết nhưng chưa có ấn tượng gì về nhau. Chỉ sau hơn 1 tháng quen nhau, người yêu đã dắt cô về ra mắt gia đình và thể hiện sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Như nhiều chia sẻ trước đó, ông xã của Diệp Lam Anh luôn ủng hộ cô trên con đường sự nghiệp cũng như thường xuyên hộ tống cô đi sự kiện. Nhiều khán giả dành sự ngưỡng mộ và chúc phúc cho tình yêu đẹp của Diệp Lam Anh và Đức Phạm. Diệp Lam Anh vào nhà chồng đại gia bằng cửa phụ, có quá bất công với cô dâu. Sự việc này càng khiến người hâm mộ thêm tin vào việc Diệp Lam Anh thực sự mang bầu trước khi cưới. Sáng ngày 5 tháng 5, Diệp Lam Anh chính thức lên xe hoa cùng ông xã thiếu gia Đức Phạm. Ngay từ sớm, buổi lễ đã được gia đình hai bên chuẩn bị chu đáo. Tuy nhiên, Diệp Lam Anh lại quyết giấu mặt trong suốt thời gian lễ vu quy diễn ra tại nhà riêng ở quận 2. Cho đến khi các nghi thức rước dâu, bái gia tiên kết thúc, Diệp Lam Anh mới cùng chú rể Đức Phạm bước ra ngoài để lên xe hoa về nhà chồng. Đám cưới của Diệp Lam Anh và thiếu gia Đức Phạm diễn ra vào hôm 5 tháng 5, nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Trước đó, tin đồn nữ diễn viên cưới chạy bầu cũng khiến mọi người xôn xao. Tuy nhiên, phía Diệp Lam Anh đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Nhưng trong lễ rước dâu, cư dân mạng tinh ý đã nhận ra cô thường xuyên dùng hoa cầm tay che trước bụng. Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận tin đồn mang bầu trước khi cưới, song hình ảnh Diệp Lam Anh cùng chú rể Đức Phạm nắm tay nhau đi vào hầm xe cổng phụ, thay vì đi từ cổng chính vào nhà trai khiến dư luận đặt câu hỏi, phải chăng Diệp Lam Anh thực sự mang bầu trước khi cưới? Bởi gia đình nhà trai kinh doanh lớn và nhiều người quan niệm rằng đón cô dâu có bầu đi cửa trước sẽ khiến gia đình không may mắn trong việc làm ăn. Diệp Lam Anh lên xe hoa về nhà chồng. Diệp Lam Anh thường xuyên dùng hoa cầm tay để che trước bụng. Cặp đôi đã chính thức về chung một nhà sau hơn 6 năm tìm hiểu. Cô dâu luôn nở nụ cười hạnh phúc. Cô dâu chú rể cùng nắm tay nhau đi cửa phụ là hầm xe thay vì cửa chính. Thực đơn đãi tiệc cưới toàn sơn hào hải vị của Diệp Lam Anh và chồng đại gia. Diệp Lam Anh và ông xã đã vô cùng chu đáo khi chuẩn bị thực đơn hoành tráng để đáp lại tình cảm của gia đình, bạn bè thân thiết xuất hiện trong hôn lễ. Chiều tối ngày 5 tháng 5, lễ cưới của Diệp Lam Anh và Đức Phạm đã chính thức diễn ra. Dự đoán với sự tham gia của dàn khách mời là những người bạn thân thiết, đây là sự kiện nhận được sự quan tâm của truyền thông và đông đảo người hâm mộ. Trước đó vào sáng 5 tháng 5, chú rể Đức Phạm cùng đoàn rước dâu đã đưa Diệp Lam Anh về dinh ở quận Nhất. Ngay từ đầu giờ chiều, đôi vợ chồng trẻ đã đến địa điểm tổ chức đám cưới. Sau đó các khách mời cũng lần lượt có mặt. An ninh tại khu vực tiệc cưới được thắt chặt, gần như chỉ những vị khách có thiệp mời mới được vào bên trong. Diệp Lam Anh xuất hiện vô cùng xinh đẹp bên chú rể Bảnh Bao. Diệp Lam Anh chọn bộ váy màu trắng của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa để diện trong ngày trọng đại. Đám cưới chính là cái kết đẹp cho 6 năm yêu nhau lặng lẽ mà ngọt ngào của cặp đôi này. Thực đơn tiệc cưới của Diệp Lam Anh và chồng đại gia rất sang trọng với những nguyên liệu đắt đỏ gồm 2 món khai vị, 5 món chính, 2 món tráng miệng. 2 món khai vị gồm gan ngọc áp chảo, ốp trái cây hảo hạng và bánh mì mứt hành hương quế, súp hải sản hoàng kim. Và 5 món chính gà uyên ương chiên giòn và xào hạt điều, bào ngư nguyên con hầm nấm đông cô và cải thìa, cá tuyết hấp tàu xì, bò nướng với sốt BBQ đặc biệt và salad hỗn hợp, cơm chiên hải sản kiểu Thái.
cùng hai món tráng miệng, bánh kem nướng trái cây kiểu Mỹ. Trước đó cũng có nhiều thực đơn, đại tiệc của các sao Việt được tiết lộ, người sang trọng kẻ giản dị bình dân đến bất ngờ. Tuy không nắm rõ chi phí cho mỗi bàn tiệc bao nhiêu, nhưng con số này chắc chắn không hề nhỏ chút nào. Nhưng thực tế, Diệp Lâm Anh và ông xã đã vô cùng chu đáo khi chuẩn bị thực đơn hoành tráng để đáp lại tình cảm của gia đình, bạn bè thân thiết xuất hiện trong hôn lễ.